con lợn béo ú đang nằm phơi nắng rất thư thái, nhưng bị cún con lôi dậy đưa đi chơi bằng cách liên tục cắn vào đuôi. Con lợn sau một hồi nằm lì đã chịu đứng dậy và cùng với chú chó nhỏ đi dạo trên đường rất vui vẻ. Sau khi xem xong video, nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng đâu lợn ú ơi. Một cư dân mạng đã bình luận hài hước sau khi xem video. Ôi trời ơi, không như bạn thì sớm tôi xích đầy. Chơi cái kiểu mất dạy như này là dễ thâm mắt lắm đây này. Thế mà giờ vẫn còn đứng đây được cũng ghê đấy. Mà bà chị đây cũng vô tri nữa. Rành rành ngay giữa mặt thế kia mà vẫn bị lừa. Tôi cũng bó tay chấm cơm với chị luôn. Không phải cuộc gặp gỡ nào trên đời cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh các bác ạ. Số bạn mà đã su cà na thì bạn không làm gì cũng xui thôi. Khổ thân thật sự. Mới sáng ra chưa kịp làm gì đã bị đâm phát tỉnh hết cả người. Đúng là đời, đen hơn chó cắn. Mặt ông anh kiểu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vắng chào cậu. Đi về vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Sau mưa em không đến. Đường vào tim em mây răng kín. Này nha, bắt quả tang quán cà phê này mang phong cách phục vụ đuổi khách nha. Chắc thấy ngồi lì quá nên làm phố cho nhanh khỏi lòng vòng đây mà. Đúng là hảo hăng. Help me. Ôi dài ôi. Tưởng không khó mà lại khó không tưởng. Hơi ẩu rồi đó mấy ba. Chắc nghĩ là dễ ăn lắm đây mà. Làm cái kiểu này mà nó đè cho phá thì xin là xin vĩnh biệt cụ luôn nha. Ái chà chà, ảo thật đấy. Đều như mấy, không một động tác thừa luôn. Chất chơi người dơ nhưng su cà na mà trượt chân cái thì còn đúng cái nịch thôi nha. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Dân chơi chính hiệu đấy. Kỹ thuật quay đĩa cứ phải gọi là đỉnh của chớp như này thì phải đi làm DJ thì mới không phí tài năng bác ạ. Nó ở cái tầm. Phố lên đèn là bé lên đồ. Lung linh là cứ phải lên luôn. Cơ mà mình làm sơ sơ thôi. Làm quá nó ố về rồi trúng người ta thì lại quay xe không kịp đấy. Đời thì lại lắm tai ương chứ chả dễ thương chút nào. Quá ghê gớm. Mời đẹp. Hứa hẹn đưa mình vào bờ mà cuối cùng như thế này đây. Mẹ nó tức thật sự. Gì cũng đến tay tao. Đợi bố mày cặp bến thì khô máu luôn nghe chưa. Wow. Úi xùi. Quả xe chất quá nhờ. Hay ra dẻo quá à. Su cà na mà nhúng mạnh một cái thì còn gì là hàng với họ nữa. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đã đưa tới tận mồm như này rồi mà vẫn đá ra ngoài được. Bố cũng chịu mày rồi đây. Sao mày ngu thế hả? Đây chắc là tiếng lòng của anh Sai kiến tạo rồi các bác ạ. Cày chết đi được ấy chứ. Trời ơi cái quân què gì vậy?
đâu mà nay lại lưu lạc đến đây thế? Xui cho chú em là nhà này có con cờ hó hơi bị giang hồ, không ngán bố con thằng nào luôn. Thôi thì chuyến này xác định ngắm nhìn thế giới qua bình rượu ngâm rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bất ngờ chú bà già, héo luôn bà già. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.